Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì con ở nhà giáo sư chào tiếp mình lên chào thật bên đó con anh việc chi mà anh đòi giáo ra đây anh khá không phải cái giáo đây được tiếp đi quân mày chết mày
Thank you.
xuất lực. Trần Quân Châu dặn cháu là một đôi lời để tôi hãng người đến sáng giá giàu. Chị thưa, bác cho con hồn, nhờ ai mà biết ra sao con đường bóng xã một mình vậy bác? Nhờ bác cho ai? Dạ nhờ bác mà con đường bóng xã một mình. Dạ, đi sao con gặp ông bác nhiều lắm bác mà. Đừng chàng môn, bác xin cho con ra đây. Đối âm kia thuộc ở nọ, ráng nhìn con. Thank you.
em ơi với đồng ra vì nhà nó nằm đầu nó cũng sống xa đã chẳng là mũi chứ không được nếu không xa anh nó không được ai nó gặp qua em ơi hỏi ở nhà này không được làm anh em đã yêu được đồ mà không chết tương tư hồi thank you.
Yeah, we got.